Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản sedan, bản số sàn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản hết. Chúng tôi đang bán với giá là 225 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 màu trắng rất đẹp này các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 lăn bánh được hơn 9 vạn km này mấy quý vị các bạn nhé. Màu trắng ngọc trinh rất là đẹp, rất là mới đây các bạn này. Nhìn về phần đầu, phần ba đời sốc trước của chiếc xe thì các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn pha rất là đẹp luôn các bạn nhá, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản MT, phiên bản bay các bạn nhá, 1.2 bay rất là đẹp luôn các bạn này. Nhìn về cái phần hông bên lái các bạn này, cả phần sườn, phần hông bên lái đều rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Nhìn về phần ba đời sốc sau cũng vậy. Đấy, từ cụm đèn hậu này đều rất là mới này, chữ này, logo này đều rất là đẹp, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi đầy đủ hết rồi các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn. Đằng sau cũng chưa có bị đâm đụng gì cả này. Phần sườn bên phụ này, từ hông, cánh cửa cho đến tai cũng đều rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Và dàn lốp còn rất là dày. Đấy, dàn lốp còn rất là dày, rất là mới luôn các bạn này. Lốp Michelin rất là đẹp, xi nhan được tích hợp trên tai. Toàn bộ về phần ngoại thất, phần nước sơn của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đấy, đây là cái cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này rất đẹp luôn, táp bi rất đẹp, chưa có bị xước sát gì cả này. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô, vô lăng, cần số này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, tôi sẽ bật lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe lăn bánh được 9.1 km rồi này. Màn hình Android, camera lùi này rất đẹp luôn, rất nét luôn, camera xịn luôn các bạn nhé, rất là nét. Đấy, nội thất. Và xe cũng đã được trang bị thêm một cái bộ ghế da rồi, trải sàn da đầy đủ rồi các bạn nhé. Toàn bộ những cái ốc này còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cũng chưa có vết tháo các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe chỉ 225 triệu đồng thôi mà quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe sedan rất là đẹp luôn. Đời 2017 thì cũng rất là cao rồi này. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ này còn nguyên luôn, táp bi cánh cửa rất là đẹp luôn. Nội thất này, đằng sau, hàng ghế sau này, nội thất đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất này đều rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc cốp sau này còn nguyên zin này, keo chỉ cốp sau còn nguyên zin này, keo chỉ này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Lốp sơ cua này, đấy, chúng tôi cũng vừa mới dọn dẹp đi thôi, là tôi đem ra đây tôi quay. Đang dọn rửa xong là chưa kịp khô này. Vừa mới dọn rửa xong chưa kịp khô là tôi quay luôn, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng gì đâu, keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản này.
Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Rất là mới, đều xe luôn các bạn nhé. Hơn 9 vạn km, rất là đẹp. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết. Tappi này, từ tappi đến táp lô đều rất là đẹp luôn này. Không khoan đục gì cả này. Vô lăng, cần số, tay phanh. Đấy, đều rất đẹp, rất là mới này, này quý bạn nhé. Nội thất ghế da đều rất là mới rồi. Đấy, một chiếc xe 2017 tính ra là 7 năm sử dụng rồi. Đấy, rất là mới. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2017 này là cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít này, kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, và động cơ này toàn bộ từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có bị ngập nước, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn ạ. Đấy, đều rất đẹp đây. Động cơ thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn ạ. Rất là mới luôn các bạn nhé. Và keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên, keo chỉ cabo còn nguyên này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và rất đẹp như này đây các bạn này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 sedan, sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi. Ở chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 225 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.